mừng quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của ta có muôn vàn điều kỳ lạ, thú vị và chúng ta chưa thể khám phá được hết. Và hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn một câu chuyện hấp dẫn trong chuyên mục Chuyện lạ của ta. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Sự thật về tảng đá nổi được trăm người tranh nhau vái lại ở Long An. Hơn một năm qua, nhiều người tin rằng tảng đá nổi vớt từ kênh nước mặn hiện đặt ở chùa ông có khả năng chữa bệnh nên tìm về chiêm bái. Chúng tôi đã đến tận nơi để tìm hiểu. Người dân đồn thổi đá chữa được bệnh. Chùa đá nổi hay còn gọi là chùa ông nằm cách bến phà kênh nước mặn chưa đầy 100m, ấp chợ xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, Long An. Gọi là chùa theo phong cách gọi quen thuộc của người dân, chứ nơi đây chỉ thờ quan thánh đế quân, chứ không thờ Phật. Chúng tôi đến trước cổng chùa nhìn vào bên trong, ở góc bên phải, một tảng đá lớn được dựng đứng, bên trên khoác một tấm áo choàng, phía dưới tảng đá là nhang đèn, hoa quả thờ cúng. Bên trái của tảng đá, một câu đối với nội dung đá nổi trên lòng sông Thành Long Hổ, Phật Thiền hiển hiện, chúc phúc vạn dân, được treo ở vị trí khuất. Ngôi chùa vắng vẻ, phải một lúc rất lâu mới có một phụ nữ lớn tuổi tiếp chúng tôi. Bà là bà Tám, phụ trách công việc bếp núc trong chùa. Bà cho biết những người có trách nhiệm trong chùa đi vắng. Trò chuyện với chúng tôi, bà Tám kể lại, chiều ngày 13 tháng 1 năm 2018, anh Bùi Văn Hòa, nhà ở sát bờ kênh nước mặn, nhìn xuống dòng nước, phát hiện một vật nổi lềnh bềnh. Cứ ngỡ cục mút xốp nên anh nhảy xuống vớt. Khi chạm đến vật thể lạ, anh biết đó chính là một cục đá đang nổi và trôi trên mặt nước. Anh Hòa gọi thêm anh Dũng cũng gần đó đến kéo lên nhưng không được. Cả hai người cùng ngồi lên trên, hòn đá không chìm và tiếp tục trôi. Anh Hòa chi hô kêu gọi mọi người đến vớt. Hơn 20 thanh niên lực lưỡng cùng dùng dây kéo hòn đá lên được bờ. Thì ra đây là tảng đá lớn có trọng lượng ước tính khoảng hơn 600kg. Bà con ở gần kéo đến nườm nượp và đề xuất nên đưa khối đá vào chùa, cách đó chừng 20m. Ông Tô Văn Thường, 80 tuổi, là đại diện ban hội hương chùa ông được mời đến, đã chiều lòng bà con thắp nhang khấn vái, xin được để tảng đá trong chùa. Sau đó tảng đá được đưa vào sân chùa và suốt đêm hôm ấy, kẻ quay phim người chụp hình lan truyền tin tức. Quả nhiên, sáng hôm sau, không kể dân địa phương có rất nhiều người nơi khác tìm đến, họ đứng trước tảng đá vái lại cầu khẩn một cách rất thành tâm. Cuối cùng họ dùng tay vuốt vào tảng đá, rồi dùng bàn tay đó chạm vào vị trí trong cơ thể mình. Thì ra, họ tin là tảng đá có khả năng chữa được bệnh. Người đau phổi, họ đưa tay vào ngực. Người đau đầu, họ đưa tay vào đầu. Có nghĩa là đau vị trí nào, vuốt vị trí đó. Tảng đá vẫn để ngoài sân chùa ông, người chiêm bái càng lúc càng đông. Có những người ở miền Trung, miền Bắc tìm vào, cả khu vực chùa ông đông như chảy hội. Người hiếu kỳ đã đông, người muốn chữa bệnh không ít, kẻ ra người vào tấp nập suốt cả ngày đêm. Câu chuyện hoang đường. Do nhiều người tìm đến làm náo loạn cả khu vực chợ ấp nên chính quyền địa phương yêu cầu đưa tảng đá về Ủy ban Nhân dân xã để nhờ cơ quan chức năng thẩm định. Tuy nhiên bà Tám cho biết thêm, người dân ấp chợ và cả ban hội hương chùa ông phản đối kịch liệt. Quan điểm của bà con và của chùa là tảng đá nổi trên mặt nước đi khắp nơi nhưng không ai thấy. Chỉ khi đến kênh nước mặn bà con mới phát giác đây là cái duyên của vùng này nên phải để lại tảng đá cho chùa. Bà Tám kể tiếp, hơn 100 năm trước cũng trên kênh nước mặn này bà con vớt được tượng quan thánh bằng đá đưa về dựng thành chùa ông để thờ. Vì vậy việc tảng đá nổi được vớt lên đưa vào chùa cũng là điều dễ hiểu. Chính quyền địa phương không đưa tảng đá về trụ sở nhưng yêu cầu nhà chùa phải khóa kín cổng không cho người dân tiếp cận cúng bái. Chúng tôi rời chùa đi về hướng nhà dân, theo một số người dân nơi đây thuật lại, tảng đá đưa về chùa, có nhiều thông tin xuất hiện, tất cả là tin đồn, tảng đá chảy máu, tảng đá có khả năng chữa bệnh. Thực ra bà con cho biết trong quá trình di chuyển tảng đá từ dưới nước vào chùa, một người bị đứt tay, máu chảy dính vào đá, khiến nhiều người tung tin đá chảy máu. Những người đến nhờ đá chữa bệnh đều là những người ở xa, hầu như ở địa phương không ai chữa bệnh theo cách này. Có những trường hợp đi đến cầu may không đi cũng bệnh mà chết nên còn chút hy vọng họ cũng tìm đến. Hiện nay lượng người viếng chùa để cầu xin đá chữa bệnh đã vơi đi nhiều.
Tảng đá cũng được chùa đưa vào vị trí trang trọng hơn, sân chùa đã lợp mái để đá không bị nắng mưa. Nguyễn Việt Cường, Bí thư Huyện ủy huyện Cần Đước cho biết trên dân trí, chúng tôi đã mời các cơ quan hữu trách của tỉnh đến xem xét thực chất hòn đá lạ đó là vật chất gì. Bước đầu các ngành chức năng xác nhận được đây là dạng đá bọt biển, loại đá hình thành từ dung nham núi lửa chứa nhiều bọt khí bên trong. Loại đá bọt biển này ở Việt Nam có rất nhiều, đá này khi khô rất nhẹ, xuống nước nổi trên mặt nước. Có thể hòn đá trôi nổi khắp nơi không ai để ý, đến khu vực xã Long Hữu Đông thì người dân vớt được. Chuyện này rất bình thường, đá không thể trị được đá bệnh, người dân không nên tin những thông tin thất thiệt. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.